Volvo Shizak 6 tấn 45 phiên bản 1 cầu 2 cầu. Thì liên quan đến chiếc xe Ben Cửu Long TMT Shizak 6 tấn rưỡi này thì là anh Nguyễn Ngọc Duy có đặt câu hỏi cho em Hoàng Xe Tải. Đầu tiên đó là hỏi về giá xe lăn bánh của chiếc xe này. Thứ hai đó là anh Nhì Tăng cũng gửi tới em Hoàng Xe Tải, đó là hỏi về chiếc xe 2 cầu. Thì đặt hàng dòng Volvo 6 tấn 45 2 cầu bây giờ nhà máy có làm cho không anh? Vâng, thì là video hôm nay để em Hoàng trả lời câu hỏi của hai bác tài này nhá. Đầu tiên đó là về giá lăn bánh hiện tại trước mắt cục ra đây. Là chiếc xe này đang có giá là 531 triệu các bác tài nhá. 531 triệu là giá chiếc lăn bánh. Bác tài nào cần giá cụ thể gọi cho em nhá. Đấy, Volvo 6 tấn 45 phiên bản 1 cầu 531 triệu. Thì trước đó phiên bản 2 cầu khi mà còn xe là 551 triệu, nghĩa là đắt hơn xe này 2 triệu. Đắt hơn xe này 20 triệu và là phiên bản 2 cầu. Thì bây giờ xe 2 cầu nó đang hết hàng các quý tài nhá. Và hiện tại là không có sẵn trên toàn quốc, không có một chỗ nào luôn. Bác tài nào muốn xe 2 cầu có thể tham khảo dòng 5 tấn 2 cầu hoặc là 7 tấn 2 cầu nhá. Đấy, thì quay trở lại với chiếc xe này. Thì nếu mà để sở hữu chiếc xe 6 tấn 45 phiên bản 1 cầu này, chúng ta bỏ ra là 180 triệu là có xe bác tài nhá, 180 triệu. Đấy, thì còn thủ tục ngân hàng thì bên Hòa sẽ lo từ A-Z thôi quý tài. Đấy là về giá xe, còn về cấu hình thì như nào? Thì xe này được trang bị loại lốp là lốp 825 SRC. SRC cơ lốp là 825 mâm 20 với 6 tắc kê phía trước. À, và 81 tắc kê phía sau, 6 tắc kê phía sau. Xe này là xe dòng xe tải nhỏ nhá, dòng xe bên của tầm trung thôi. Thùng này là thùng 5 khối 3. Chuẩn thùng là 5 khối 1, chiều dài là 3m17, rộng là 2m06 và cao là cao 78 phân. Cái thùng này rất là cao các tài nhá, đây. Rất là cao luôn. Đấy. Bởi vì là có chiều cao thùng như thế nên là ở vật liệu chạy vật liệu xây dựng ở đa phần ví dụ như khu đồng bằng hay là khu Hà Nội chạy rất là nhiều. Về con máy thì xe dùng lại động cơ là động cơ Hyundai 4 máy nhá. Đấy, các bác tài nhìn kim này. Có 4 máy ga điện và công suất là 116 mã lực của Hyundai Volvo. Động cơ này là động cơ là nhập về năm 2022 nhá. Hộp số thì có 6 số tiến một số lùi. Đây hộp số đây. 6 tiến một số lùi một tầng nhá. Đây là cái trục các đăng cắm về cầu sau này. TBN này, TBN là cả chia. TBN này thuộc dòng là TBN là 100 nhá, 100 mm, đường kính 100 mm. Chúng ta sẽ đi về phía phần cầu sau. Ở phía phần cầu sau thì em Hoàng là sẽ cho các tài xem về cái phần nhíp lái chưa nhá. Nhíp này thì ở phần nhíp phụ này là sẽ dày là 8 ly. À không, nhíp phụ này thì dày tổng là 6 ly thôi các bạn. 6 ly thôi. 6 ly, còn nhíp chính thì dày 8 ly. Đây là có 2 4 6 8 lá các bạn, 8 lá phụ và 12 là chính dày 8 ly. Đấy, nhíp chính này thường thường sẽ dày hơn nhá. Một là dày bằng nhíp phụ, hai là dày hơn. Đó. Đây là cầu sau này. Cầu này thì là cầu lắp nhá. Đấy, nếu mà muốn lên hai cầu dầu chúng ta lên dòng 8 tấn thì mới có cầu dầu. Vẫn là 6 tấc cây này, đây cầu lát này. Đi về phía phần cầu sau thì chúng ta sẽ thấy cái cầu của trên chiếc xe này là cầu thuộc dòng cầu 8 tấn. Cầu 8 tấn nhá, cầu hổ vô. Chassis này thuộc dòng chassis hai lớp, đây là chassis chính nhá, bộ chassis chính, đây là chassis phụ này. Đấy, hai lớp, đây là 605, ngoài này 6 trong này 5, tổng 11 ly. Đây là chassis. Đây là về phần cầu, cầu 8 tấn. Có hai, đây là hai cái này là hai cái bầu lốc kê của tài nhá. Hai cái bầu lốc kê. Kia là về kéo về phần phía số đây. Đó, xe này còn rất là mới, em Hòa chưa kịp rửa, cũng vừa đánh từ nhà máy về. Tôn thùng thì nhiều, khá là nhiều bác hỏi em về cái phần tôn thùng. Thì đây là cái phần tôn thùng ở phía dưới này. Đấy. Nên là giờ lý do vì sao là các bác tài về là nên lót thùng. Nếu mà để thùng này chạy thì nó rất là nhanh mó thùng có tài nhá. Có tài lùi chưa? Đấy là về phần khung gầm của xe. Vậy thì phần cabin của xe trông như nào? Đây chúng ta nhìn phần cabin truyền thống thôi. Vẫn nó vẫn là cái cabin quen thuộc từ đời 2015 đến bây giờ vẫn không thay đổi. Vẫn là cái bộ đèn halogen này. Và cái mặt ca lăng này. Không thay đổi luôn. Ở trong nội thất thì có cái gì khác biệt không? Và đây là nội thất của xe. Nó rất xe rất đơn giản. Bên nhà máy tối ưu hóa để giảm chi phí tối thiểu nhất cho quý tài khi mà đầu tư một chiếc xe mới. Đấy, kính thì vẫn là kính viết tay và đây là cái phần lắp chờ kính điện này. Bên em Hoàng vẫn hỗ trợ lên kính điện nhá. Khoảng 4 triệu là có.
Đấy, đây là cụm đồng hồ vẫn là đồng hồ cơ và đồng hồ kỹ thuật số. Hai đồng hồ cơ và đồng hồ kỹ thuật số, đây là vóng tua máy, đây là tốc độ của xe và đây có đèn cảnh báo. Đèn cảnh báo này bác tài nào quan tâm thì hôm nào Hoài sẽ hướng dẫn cụ thể nhá. Vô lăng 3 chấu. Phần điều khiển trung tâm thì có gọi là đài FM radio này. Điều hòa này là núm chỉnh chờ thôi nhá, chưa có tác dụng đâu. Chưa có sẵn điều hòa tầm khoảng 10 triệu. Có tầng nhanh tầng chậm này, đây là tầng chậm này, tầng nhanh này, cái ben này, bốn núm quạt gió, hộp số có 6 số tiến một số lùi, à 5 số tiến một số lùi. Chỗ ngồi có 3 chỗ ngồi không có giường nằm bởi vì xe là cabin đơn. Đấy thì cơ bản của xe thì nó ở mức đấy thôi, mà xe còn có cả cửa trời. Thì với mức 180 triệu thì các bác tài có đầu tư không? Thì xe này hiện tại đang là dòng xe là vô đối thủ ở trong phân khúc này nhá. Bác tài nào thích chạy vật liệu xây dựng có thể đầu tư chiếc xe này. Còn nếu bác tài nào thích hai cầu thì như em Hoàng vừa nói đấy, xe này không hai cầu đang hết hàng. Chúng đang nghiên cứu lên một là 5 tấn hai cầu 511 triệu, hai là 7 tấn hai cầu 558 triệu. Đấy là giá xe này nhá. Bác tài nào quan tâm gọi cho em Hoàng nhá, 0383 368 978 và địa chỉ xe là ở Hà Nội và Hưng Yên. Bác tài nhá, gọi cho em nhá để cập nhật giá cụ thể luôn nhá. Và em Hoàng xin chào. Xin chào.